Giới thiệu cho các bác xem hôm nay Akala bên em làm những dịch vụ gì nhá các bác nhá. Đấy, đây là chiếc xe dọn nội thất chuyên sâu này. Đấy, xe này thì đã cơ bản đã dọn xong rồi. Đấy, chỉ còn vệ sinh lại là xong. Đấy, anh em lắp lại đồ là xong. Đấy, phải tháo bung hết ra để vệ sinh lại toàn bộ với xe này. Xe này là anh ấy sơn quay lại xe. Đấy. Còn đây, chiếc Celato. Chiếc này cũng spa các bác nhé. Đây, chiếc này cũng phải spa. Đấy. Cũng tháo tung ra để spa hết này. Đấy, tháo hết ghế ra vệ sinh này. Đấy, các bác thấy ok chưa? Đấy. Đây. Xe này thì vệ sinh khoang máy. Đấy. Morning ngang vệ sinh khoang máy. Còn có một số xe trưa nay bên em đã tháo lồng về để hóa nhựa lồng về đây các bác nhé. Đây có bộ lồng về mới này. Đấy. Còn chiếc Ford Everest này thì chiếc này bên em đang chờ để đánh bóng. Đấy, đánh bóng spa, cũng spa xe luôn, đánh bóng toàn bộ sơn. Đấy. Chiếc này thì bên em vừa hóa cứng lồng về xong và bên em đã lắp lại hoàn chỉnh rồi. Ford Territory nhá các bác nhá. Đấy. Đấy. Lồng về hóa nhựa xong này. Đấy. Vẫn giữ nguyên tính năng chống ồn cho các bác nhá. Đấy, vẫn giữ nguyên ưu điểm của lồng về nỉ và lấy luôn cả cái ưu điểm của lồng về nhựa luôn. Đấy, lồng về nhựa thì nó bền, nó không mất form nhưng mà nó lại ổn. Đấy, còn lồng về nỉ thì nó là cái ưu điểm của nó thì là nhược điểm của thằng lồng về nhựa, nhưng mà nó lại dễ bị sệ mép và hỏng cái form này. Đấy, rủ xuống. Thì sau khi bên em đã xử lý xong cái này thì xử lý cả hai đôi nhá, cả trước cả sau luôn. Đấy, dòng xe Ford Territory này thì nó có hai bên này. Đấy, giống như kiểu VinFast VF8 hoặc VF9 nha các bác nhá. Đấy. Rồi, sơ qua vào buổi chiều của bên em gồm có những dịch vụ ấy. Còn anh em nào cần làm bất kỳ dịch vụ gì cho xe của mình thì hãy tới Akala các bác nhá.